chào quý cô chú anh chị. Hôm nay là ngày 27 tháng 3 anh Minh. 27 tháng 3 dương lịch. Cô chú anh chị và các bạn thân mến. 2023. Trước tiên mình chúc cô chú anh chị tập là nhiều sức khỏe. Dạ, mình hôm nay mình đi ngang chỗ Càng Đăng á, mình ghé thăm gia đình anh Dũng là anh hai vợ nữa quý vị. Mình coi xong gia đình anh hẩm gà như thế nào quý vị. Gia đình anh Dũng. Giờ với mình anh em mình cũng có chút quà nhỏ nhỏ để tặng cho bé nó dùng. Rồi bắt đầu mình đi với cô chú anh chị cùng đi với mình xuống chỗ anh Dũng ở quý vị. Cháu nhìn thiệt vậy đó anh. Hôm nay con khỏe không? Khỏe. Khỏe ha. Hôm nay chú có trả lại thăm gia đình con. Cảm ơn rồi. Là chú có ngồi nghỉ đây. Ngồi xuống đây nè, nghỉ nha. Mốt là có cái bàn này xuống xong rồi. Hôm nay chú trở lại gặp gia đình con ha. Thì chú cũng có chào chị. Chú có một ít quà cho con bồi dưỡng nha, uống. Chú có mua sữa về xúc xích cho con. Cái này là của anh Phú Quang. Với anh Phú Quang tiệm điện thoại di động ở khu công nghiệp. Dạ, khu công nghiệp, công nghiệp Thịnh Đạo. Dạ, Thịnh Đạo Bến Lức Long An. Dạ, Bến Lức Long An ha. Cảm ơn, rất cảm ơn anh. Anh chú Triển cũng tiệm hớt tóc. Dạ. Ở khu công nghiệp Thịnh Đạo Long An. Dạ. Đó là cũng có mua cho con một ít sữa. Đó. Cảm ơn chú ơi. Giỏi. Cái này là xúc xích, con xúc xích con để con ăn ha. Con uống. Ráng giữ gìn sức khỏe nha con. Quá giỏi. Thì cháu bé quý vị 24 tuổi rồi. Nhưng mà cháu rất là gầy gò ốm yếu luôn. Đó là cháu bệnh nữa. Nó khờ lắm. Thấy vô đây nè con, vô đây nè, đi vô vòng ngoài. Thấy cũng thật là đáng thương. Anh chị hôm nay khỏe không? Khỏe. Hôm nay khỏe ha. Hôm nay em lâu trả lại thăm hai ông bà. Rất cảm ơn nhiều. Hôm bữa sao thấy đó đăng lên bà nhí bà trả lại đây mà. Bữa đó rồi nó cướp nó về đó rồi bây giờ gì dữ rồi. Sao vậy? Ai biết đâu nó. Muốn đi đi không biết. Chạy đi chạy về hoài. Rồi giờ có ý định quyết định sao không? Để rồi cái bà đây hết quyết định. Bây giờ chưa cái bà ta đang ráp ở bên Đồng Tháp đó. Cái bà im không? Cái đồng nhưng mà cái đồng máy còn thi đang nãy. Bị mũ á. Gáp luôn, cái lót dán luôn mà. Rồi nó nở gì? Đậu qua bả nở luôn hả? Đây nè, đậu đây nè. Đậu sát đây luôn hả? Đậu tới đây, đây, đây nè. Rồi lôi qua ha. Ở bển người ta lôi bèo qua đây. Ta chuyển đồ qua đây rồi mình mượn dây điện bên kia cho ta hàng. Là ta hàng ráp tại đây luôn ha. Ráp tại đây luôn. Rồi theo như anh là cảm nghĩ của anh ở trên bè với dưới bè với trên đây là thấy anh ở thì sao nó im hơn. Ở dưới sông này nó sạch sẽ hơn. Đặng mà có nước đậu xài. Có nghĩa là ta làm cái nhà trên cái bè luôn. Rồi ta chỗ vệ sinh rồi luôn. Dạ. Nhà nắp luôn á. Nhà tắm vệ sinh luôn rồi. Dạ. Nấu nướng luôn ha. Dạ. Còn mình muốn nấu củi lên bờ. Cái đó dưới đó mình có thể xin mạnh quân bếp ga mà nấu được. Có tại trò luôn. Rồi thì nấu bếp ga chứ mất mới gì nấu củi vậy. Không mình có đồ nồi nó đang hả? Muốn thí dụ như ấy thì mình lên đây nó có củi chậm cũng đỡ. Cái này để đây chứ không có dở. Cũng đỡ tốn tiền ha. Coi như để đây mình làm cái bếp mình nấu ha. Dạ. Cũng được, cuộc sống nó cũng khả quan hơn. Dạ. Cái anh về bên Mỹ á, anh đang gửi tiền về hôm qua là trồng tiền cọc rồi luôn. Thôi thì bây giờ ví dụ như giờ tôi thấy vậy, tôi thì giờ hai ông bà với mấy đứa nhỏ. Dạ. Ở hạnh phúc bên nhau được. Dạ. Rồi đừng có tới lui với... rồi kêu nhí rồi bắt đầu nói chuyện đủ thứ chuyện. Dạ. Thấy không?
đây nè con nó đó. Thì bây giờ biết rồi, nhưng mà bây giờ ta kêu tôi nuôi thằng này nè, bây giờ gán âm này nuôi đi chứ à, đừng có thì giờ cha cho này nên lại 2 triệu. Ừ. Mới đòi 2 triệu đó. Nè bán đi má thằng này. Để uống đi con. Xé ra uống đi. Để coi cô bác nào cho. Con có tự nhiên đi của con rồi đó. Con cứ xé ra uống đi, con muốn uống bao nhiêu uống tùy con. Ừ, uống lâu lâu uống hợp cho nghe con. Thôi kệ đó, nó muốn uống nhiều nó uống. Kệ cháu nó của con muốn uống nhiều con uống. Đó. Bây giờ là của con rồi đó. Dạ. Rất cảm ơn chú nhiều. Xé ra con, lột bịch lên. Đây để cha lột cho. Con muốn ăn thì con xé ra con ăn luôn đi. Ừ. Đó. Lột ra vừa. Để kéo về sang. Ăn đi con. Rồi trở lại cái vụ mà vợ nhỏ của anh nó về rồi sao rồi đi đi nữa rồi. Ai biết đâu nó muốn đi muốn về về cái đó là tùy ý nó. Không hả anh rước về hả? Rước về. Giờ nó lên đây đã đợi nó không về dưới lấy đồ tốn luôn rồi. Lấy đồ đi luôn hả? Dạ về lấy lên mấy bữa. Chị cũng vị tha. Có lần bữa hả về dữ rồi. Chị cũng vị tha dữ ha. Hôm qua tôi cũng thấy chị dữ lắm mà nha, tôi thấy nữa đang là chị dữ nha, ông Dũng đi đâu uống cà phê hay gì đó, ông đi lên trên cầu tôi thấy chị dí theo, chị cự chị đòi đập ổng luôn á. Đó, ổng đi ra, dặn người ổng đi vô mướn thì dặn mình nó bản luôn á. Này, có điện đây nè, có điện này, cãi hoài. Thì máy điện đó, kêu dạy điện đó. Cái gì? Cái gì? Ủa nào? Đây nè, cái số này của ai nè? Ông Hảo nói vụ uống chị bệnh phổi đó, anh có cho uống, em uống không? Dạ, không hả? Thôi. Hết đâu rồi. Hết rồi hả? Có cho rồi. Có cho luôn hả? Có. Cho uống nè. Có cho luôn? Có. Có cho uống mình bác thiệt luôn hả? Có thiệt chứ bộ. Uống một chén ha. Uống mấy bữa? Uống 3 bữa. Gì? Nhả này không hả? Sao hàng này nhóc. Vậy uống 4 năm bữa hết ho nhanh chứ hả? Ừ, nó chịu rồi mấy hồi. Phải uống vậy. Ồ thiệt vậy đó hả? Anh uống nó nhét mồm anh luôn á. Chị á hả? Nó cũng yếu mỏi nè. Mà chị có uống không? Có. Đi uống đi trời. Rồi nhiều. Đừng nói dốc nha. Trời ơi cái nào nếu mày dốc. Uống con chén hết rồi. Con. Hết bệnh rồi. Con hả? Đó, ông ấy nó không? Đó, anh bình thường luôn. Vậy đó hả? Hay chứ hả? Ai định gõ gan nè. Ăn được ngon. Có không? Anh lấy nhầm được không? Có không? Vậy là bà hổm à? Có cho uống thiệt luôn. Đó. Bỏ cái điện đi sang. Alo. Có ăn được không? Có ho không? Vậy giờ uống mấy bữa? 4 lần bữa. Dạ. Vậy đó hả? Ờ. Có đi ầm ầm giờ mới về nè. Anh không có gì đâu, không có lát coi vậy uống một lát muốn uống. Dạ dạ. Uống 4 lần bữa hết ho luôn. Ừ. Đó anh uống thường không? Vậy cho uống thường thường nữa đi. Dạ dạ dạ. Cảm ơn. Dạ dạ. Chút con đi ra ấy nữa không? Uống uống nhiều nhiều đi. Dạ. Chị có uống nữa hả? Dạ 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 dạ. Cảm ơn. Dạ dạ. Chén thì mới được, ngồi đây đây uống chén. Chén mò. Chén thành ra ho. Thấy mình. Dạ dạ dạ. Dạ dạ dạ. Dạ 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 dạ. Trời ơi đâu có vợ lớn nhỏ gì đâu cô bác ơi, tại người ta ghép ra đây để gì đó. Dạ 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 dạ. Ông kêu đừng ghép vợ nhỏ và lớn vô. Ta đang chữ. Uống đi con. Ta đang chữ luôn nè. Dạ. Cái này tụi em đi quay là về hoàn cảnh của anh khó khăn hỏi thăm gì thôi. Dạ. Không có vụ đây vợ nhỏ vợ lớn gì của anh hết chứ. Dạ. Tôi ông thấy không? Tôi xuống quay hai ông bà. Dạ. Tôi đứa cháu. Dạ dạ. Dạ chứ rất cảm ơn. Đâu có sắp xếp cho mấy ông bà. Dạ, anh cho xin số điện thoại anh luôn. Dạ. Sao đâu phải sắp xếp cho ông bà leo lên giường làm những cái trò như mấy thằng kia đâu. Dạ. Nó làm vậy là phản cảm với lại cộng đồng mạng. Dạ. Người ta muốn giúp anh, người ta cũng không muốn giúp. Dạ. Mình cũng đừng nên như thế, đừng có gì chút xíu lại nhỏ của mấy thằng đó. Dạ, anh thiếu cái bình nè, đang mà cái bắt đầu là xuống sông thì đi xì cá hay làm ăn nữa. Thì cái gì cũng vậy, mình giờ cuộc sống mình nó cũng không có ổn định, nó cũng khổ. Dạ. Rồi mình cũng lớn tuổi rồi. Đừng làm những cái chuyện đó, những cái chuyện vậy á, thiên hạ ta cười chứ không phải là hãnh diện gì. Dạ. Cái đó là, cái đó không nên. Tại vì nhỏ này nó sống với tôi cũng 3 mấy năm rồi, nó sống thời còn gái thôi. Mà chưa có gì cho nó, rồi tôi ở mấy con này. Thì cái
Thế đúng dạ. Khi mà tới đây thăm gia đình anh á, thì tụi em cũng có tìm hiểu vòng bà con xung quanh. Dạ. Ở đây bà con ta cũng biết rành hết à. Dạ. Người tụi em không nói thôi, ta cũng biết rành sự tích như thế nào hết. Dạ. Ta nói em biết hết, nhưng mà có một cái thì anh có gì để nói đi. Phải thì mình đồng cảm cái vấn đề cảnh khổ của mấy ông bà với đứa cháu. Dạ. Thì thôi mình người ta nói là ta nói. Dạ. Không, còn thấy đứa cháu nó thấy tội nghiệp nó. Đâu vậy rất, là, rất là thương nó bị cái bệnh này con gái nữa. Dạ. Mà nó lớn lên nó như thế này nó rất là thua thiệt có với những đứa trẻ khác, thấy nó rất là tội luôn. Thiệt. Ví dụ như người làm cha làm mẹ nào cũng vậy, mình sanh ra đứa con vậy buồn không? Buồn vô sự. Nó buồn rồi, đứa này đã nói sao rồi không buồn. Hỏi bây giờ biết sao bây giờ phải chịu thôi. Đó. Nó thua thiệt tất cả các đứa trẻ khác, rất là nóng đứa gì vậy. Dạ. Đó, ví dụ như đó, những đứa trẻ cắt những cái thứ này là những cái thứ xa xỉ, nhưng khi nó cũng không thèm ăn, nó ăn hàng ngày với đứa trẻ cho nó ăn nó không thèm một ngày không biết nhiêu, 20-30 mình ăn không ăn nó không ăn, nhưng ăn bây giờ tôi đâu có làm đâu. Ví dụ như nó đó, những cái mình tự nó thèm mình nó thua, rất là thua thiệt những đứa trẻ nó cũng tội nghiệp cho cháu nó. Nói thì thôi thì nó đi đông ăn bà cũng vui, thế hay ông bà mạnh khỏe thì tôi cũng vui. Dạ. Cháu nó được mạnh khỏe thì tính sao hôm qua đó thì cũng hy vọng đó là hôm nào anh mà ở bên Đồng Tháp á. Yeah. Dạ. Không phải anh Cường. Yeah. Hôm qua ông làm phả ha. Vậy là cũng mừng chúc cho ông bà thành công ha. Dạ. Ông nội như cái phà như là ở im hơn trên đây sao không? Không, cái này cũng để đây, ai muốn ngủ cho anh ngủ, ai muốn ngủ dưới ngủ. Chiếc phà mưa gió rồi cũng nguy hiểm không? Không nguy hiểm gì đâu. Sao anh biết không nguy hiểm? Tôi thấy ở đây nước lớn nước rộng. Đại, nước lớn rộng rộng nhầm nhò vậy, bình thường đâu phải trong đồng đâu, ở là trong trái gì đâu sợ. Nó trồi lên nó chụp xuống, trồi lên chụp xuống. Không sao. Cạn nhát thôi chú ơi. Nó cạn lắm. Cạn nhát à. Tại hồi đó không phải, ý của em là nước lớn lên rồi nước rộng xuống nó cắn á. Nó cắn nghiêng á. Biết rồi, nó cắn chỗ này sâu này, sáng của bè nó mút rồi. Có nghĩa là nó cũng đã làm ổ rồi đúng không? Nếu mà giúp cho vậy thì cũng rất tốt, nhưng mà đúng ra là giúp phải giúp cho cái nhà luôn, không được thì thôi cái kiểu đó. Tại cái nhà trên bè luôn đó. Không thì theo ý ông, ông Thái vậy đó hả? Ông Thái ở trên bè mà. Vậy hả? Cuộc đời lãng tử mà. Đó bây giờ anh biết bây giờ có cái bè kìa, ở trên chỗ đốc kìa có cái bè ông bán. Ông ơi, ông thích lãng tử thì ông nói ông lãng tử đi về đất. Lãng tử mình ở xong cho nó mát vậy thôi. Ông phái lên đên sông nước, ông nói đại đi ông lãng tử. Không? Hồi đó bây giờ em biết sao, anh biết sao không? Em đi nuôi cá cho ông bác á. Ông giờ còn cái bè bành kia vậy. Vòng về đây sao lại vòng? Vòng nghỉ nuôi cá rồi. Nãy giờ hỏi thăm bây giờ trở về vấn đề chính về bệnh của em là đi thăm là thật sự là có ốm cho anh có chỗ mình bác luôn. Có. Vậy là anh thấy hiệu quả luôn. Hiệu quả luôn rồi đó. Ừ, vậy hay với hả? Chắc là chứ này khỏe ha. Vừa hết bệnh ha, cháu nó ăn uống bình thường ha. Cái thứ hai đó là cũng mừng là chuẩn bị có cái nhà mới ha. Đó, cái này là cái tình vui, có ăn tăng gia không? Ăn tăng gia. Cũng phải làm nhà là làm tăng gia đi chứ. Mua trái cây cúng mà, mua trái cây đồ dưới này nọ cúng rồi. Vậy thôi ha. Thôi thì cứ chơi mà, làm đơn giản thôi, dọn xuống ở cho nó có mái che. Anh biết sao ở đây nó thảy qua đồ nằm xuống quà dọn giết rồi mấy công an nè, tôi đòi lại đây tôi báo nó hồi ở chợ chị con. Anh với chị gắn chặt mớ mình bác lên cho nó uống nặng cho em có da có thịt lại, uống như thường thường là có da có thịt lại. Dạ. Uống sữa đi nè, cái bác đó cái bên nè tưởng đâu chỉ anh mà anh không cho em uống chứ cho chứ vậy là anh tin vậy là cũng mừng á, tin sợ là không cho uống tội nghiệp á. Cho uống trái tư cũng được không? Ừ. Trái tư rất tốt. Rồi rồi. Tư mà trái tư nó hay hơn cái cây nữa. Rồi uống đi gì? Như chị đó, chị nói uống một chén mà chị không bị ho đó, hay vậy. em là người chỉ mà em còn thấy bất ngờ đó đó, thiệt đó. Không phải là em không biết nhưng mà em thấy là hết nhanh đó. Chứ em nghĩ là nó hết đâu nhanh chứ hả? Biết cái bình bát này sao nó hay vậy trời. Thiệt luôn á hả? Ừ, thiệt luôn á. Không đừng có nói, anh đừng có nói quảng cáo thuốc. Thấy thấy anh chỉ là dụng em luôn. Ôi sao mà anh tin hả? Thì là ấy. Thì đó, người ta đã gạt anh thì sao? Không biết, cái đó là em không biết kệ. Kệ hên xui ha. Nói như nước già nhé. Dạ, như nước già. Nước già vậy á.
nhưng mà thật sự em hỏi chơi thôi chứ đó là bài thuốc thiệt đó. Dạ. Nó là chỉ về chuyên về phổi rồi đó. Dạ. Em còn nhiều bài thuốc đó chị bệnh khác nữa nhưng. Mà nó thôi cái sáng thì ngủ luôn. Vậy đó hả? Sáng uống nhé uống vô. Thôi cũng dặn đi ra lấy thuốc nam Hồng Quốc nè hồi đó nè. Nhưng mà anh đâu có biết. À, cái biết cái thuốc nào chị đi chỉ gì đâu. Không biết chồng nè, nó chạy về cái gì nè quên rồi. Biết chồng đó là bên Hồng Quốc mới có. Dạ, biết chồng uống cũng bỏ máu đó. Bỏ máu. Đi cắt cây. Ra biết chồng đỏ đỏ. Biết rồi. Phải không? Phải không? Biết cộng đỏ đỏ. Nó làm vì nó nhỉ ha, nhỉ mình bác nó uống hay đó. À, chị nói gì vậy? Mẹ em không ho nữa. Hay chứ hả? Mẹ em không ho nữa. Bây giờ em mừng á là thấy chị hết bệnh với em hết bệnh là mừng rồi. Nhưng mà phải uống thường thường mới được chị ơi. Dạ. Thì đang ngày mai tôi chút ở đây nè, cây sát bên nè, chặt xuống. Vậy là em không uống công. Không uống công chỉ anh đó. Anh có gì đâu, cảm ơn. Rất cảm ơn nhiều. Để thăm hai ông bà ăn uống cơm trưa gì chưa? Chưa. Mới nấu à? Giờ này mới nấu à?